Trần Thị Thanh Thúy, phiên bản đặc biệt của bóng chuyền Việt Nam. Trong lịch sử tham dự các kỳ SEA Games, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chưa một lần thắng Thái Lan. Những cô gái vận bạc hay vua về nhì luôn được nói tới nổi khi bóng chuyền nữ Việt Nam gặp đối thủ số 1 khu vực ở chung kết. Tính từ năm 2001 đến nay, tuyển nữ Việt Nam có tổng cộng 11 lần đối đầu với Thái Lan ở trận chung kết bóng chuyền và đa số đều phải nhận thất bại chóng vánh 0-3. Thắng Thái Lan trong một set đấu là điều rất tuyệt với bao thế hệ bóng chuyền nữ Việt Nam và chúng ta đã làm được điều này 3 lần ở những trận tranh huy chương vàng của SEA Games. Nói thế để thấy, những gì mà Thanh Thúy và các đồng đội thể hiện ở trận chung kết SEA Games 32 là một sự nỗ lực vượt ngưỡng. Có lẽ chính người Thái cũng không bao giờ nghĩ tới kịch bản một set đấu kéo dài tới điểm số ngoài 30 khi đấu với Việt Nam. Thua 1-3 trước Thái Lan, chưa bao giờ bóng chuyền nữ Việt Nam tiếc nuối như vậy. Khoảng cách về đẳng cấp của một đội đạt tầm thế giới với một đội chưa từng giành huy chương vàng SEA Games bị thu hẹp đáng kể và đây chính là động lực lớn cho bóng chuyền nữ Việt Nam trong giấc mơ đuổi kịp người Thái trong tương lai. Nhớ lại trận chung kết đầy cảm xúc, Thanh Thúy chia sẻ, tôi và các đồng đội đều đặt mục tiêu giành tấm huy chương vàng SEA Games đầu tiên cho bóng chuyền nữ Việt Nam nhưng đã không làm được, tiếc nuối nhưng mọi người cũng đã cố gắng hết sức. Bản thân tôi thấy mình còn thiếu bản lĩnh trong nhiều tình huống. Tôi tự trách mình nếu được cắt một điểm có lẽ mọi thứ đã kết thúc. Cũng như mọi giải đấu của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, Thanh Thúy luôn là tay đập ghi nhiều điểm nhất. Tầm ảnh hưởng của chủ công sinh năm 1997 là điều không phải bàn cãi. Chứng kiến học trò thi đấu bùng nổ ở SEA Games, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cũng phải thốt lên. Cô ấy có sự tự tin, tinh thần thi đấu rất tốt, nhiều thời điểm kéo cả đội đi lên, Thanh Thúy chơi hơn 100% phong độ. Nhiều tình huống đỡ bước một xong ngã, lại đứng dậy nhảy đập ghi bàn. Trước SEA Games, Thanh Thúy góp công lớn giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lội ngược dòng không tưởng khi thi đấu ở Diamond Foot Thái Lan ở trận chung kết giải vô địch các câu lạc bộ châu Á 2023. Qua đó lần đầu tiên đăng quang sau 21 năm tham dự giải châu lục, khủng long cao 1m93 ghi tới 30 điểm, trong đó có 28 điểm từ những pha tấn công. Ngày một hoàn thiện mình và trở thành tay đập đáng sợ với bất cứ hàng chắn nào, Thanh Thúy đã phải đánh đổi cả tuổi trẻ. Thậm chí đến giờ, Thanh Thúy vẫn phải gồng mình lên khi cùng lúc phải làm nhiệm vụ trong ba màu áo. PFU Bluecast Nhật Bản, đội bóng chủ quản VTV Bình Điền Long An và tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, đội trưởng. Những chuyến bay vội vã, xa nhà, chấn thương, sự thích nghi với môi trường mới, chơi trái sở trường là khó khăn mà Thanh Thúy phải đối mặt hàng ngày. Nhưng dù khó tới đâu, khủng long của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đều vượt qua, như một sự khẳng định thương hiệu 4T không lẫn vào đâu được của mình. Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có chiến thắng thứ 3 liên tiếp ở giải châu Á. Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục có chiến thắng 3-1 trước Đài Bắc Trung Hoa ở lượt trận thứ 3 bảng C, giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2023. Đài Bắc Trung Hoa hiện đứng thứ 48 trên thế giới, bị đánh giá thấp hơn so với Việt Nam. Huấn luyện viên Nguyễn Tấn Kiệt cho biết đã siết chặt đội hình ngay từ set 1 để quyết đấu với Đài Bắc Trung Hoa, giành tấm vé cuối cùng vào vòng trong. Tuy nhiên, Thanh Thúy cùng các đồng đội phải cần đến 4 set đấu mới có thể đánh bại được đối thủ. Với sự tập trung tuyệt đối và đội hình mạnh nhất, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã áp đảo Đài Bắc Trung Hoa và kết thúc set đấu tỷ số 25-18. Sang set 2, Đài Bắc Trung Hoa dần bắt nhịp được trận đấu và chơi ngang ngửa với tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Mặc dù vậy, đoàn quân huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn cho thấy bản lĩnh và đẳng cấp để khép lại set đấu với chiến thắng 25-22. Sang đến set 3, đội tuyển Việt Nam chơi không tốt như hai ván đầu tiên, sau khi để đối thủ dẫn tới 14-10 và để thua nhanh chóng 18-25. Việc Hàn Quốc đánh bại Uzbekistan sau 3 set ở trận đấu cùng giờ khiến đội tuyển Việt Nam không được phép thua Đài Loan. Chính vì vậy, bước sang set đấu thứ tư, Thanh Thúy cùng đồng đội chơi quyết tâm hơn và áp đảo đối thủ. Thanh Thúy và đồng đội giữ được sự tập trung và không để đối thủ thu hẹp cách biệt. Đội tuyển Việt Nam thắng 25-17 ở ván này. Chung cuộc, đội tuyển nữ Việt Nam đứng đầu bảng với 3 trận toàn thắng, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt toàn thắng và giành quyền vào nhánh phân hạng top 8, tranh suất vào bán kết.